Chờ tí đăng chim tiền vợ. Thế thì cứ từ từ đã, từ từ rồi hát. Hello ghi Mio nhá. Đấy, tao một tháng tao được cho còn 5 nít mà bây giờ hát một bài được 5 nít thì ai chả thích hát. Đúng không mọi người? Đúng chứ con. Đúng. Em một ngày còn được có 50.000 thế này. Thế mà muốn anh hát thì phải bỏ ra tận 5 nít đi. Một ngày 50.000, một tháng là 3 à, là 1 triệu rưỡi. Thì mày chia cho anh 5 nít thì mỗi thằng 1 triệu nên là hai anh em mình huề còn gì nữa này. Ờ, hợp lý, được, được, được. Cảm ơn chị Zumia đi, cảm ơn chị. Đúng không? Ôi, kèo này thơm không? Nhưng mà không, nhưng mà mỗi anh em mỗi người 1 triệu thì đây. Thế là em phải tiêu ít bớt đi 500 à? Ừ đấy. Mày có vào cái tem không sợ vợ của anh không? Ồ, anh nhầm mà đấy, em là quản trị viên của cả cái bóc chát đấy đi. Em biết chờ vợ uy ít 3 rồi mọi người. Mọi người cho nào? Em lấy chuối 6 của anh Đạt đi. Hả? Dạ? Mày vừa nói cái gì? Mày vừa nói cái gì? Mày vừa nói cái gì? Mọi người cho em lấy chuối 6 của anh Đạt đi. 73 đúng không? Mày có đang bị ảo ma Canada cái gì không? Anh nhận được chưa? Em chuyển rồi đấy. Ê, bị lộn không? Đây. Tao kiểm tra đã. Ô, chưa thấy thông báo em ơi. Đây. Mày chuyển vào ngân hàng nào đấy? À, đâu, từ từ để em xem nào. Đặng Thành Đạt, ngân hàng Vietinbank. Vào Vietin đã, tao phải vào Vietin tao check thử. Cảm ơn chị Mây Si Pha. À, tin rồi, phải là vui vẻ không? Cảm ơn chị Mây, người mọi người x3 nha mọi người, để rồi tới luôn cho nó hiểu con người luôn. Hey! Hey! Nào! Trên trời đặt mây xanh hôm nay xuống chơi, anh hôm nay hơi buồn thề em tự nhiên thanh thơi, em đang cô đơn thì bàn tay đâu người đây, thôi chứ coi như hôm qua năm sau lắm cứ nhìn tay thôi là ngày ngày hôm nay nữa ai đi về. Phải nói là mình hát bài này hay thật đấy. Thôi, một tháng tiền tiêu vặt của anh mà chỉ hát được từng đấy thôi à? Thế thôi. Hát thế thôi. Mày có muốn hát nốt nốt nửa bài nữa không? Nhưng mà cũng. Nửa bài nữa à, để xem đang chạy đây. Em muốn 225 này, 245.000 này, 45 là 295 này, 295 là thôi thôi thôi, không phải đếm nữa, tao lấy tròn 3 lít, tao lấy tròn 3 lít. Thì tao lấy tròn 3 lít, tao hát cho một bài khác. Nhưng mà anh phải hát hết bài ấy. Ờ, ta hát bài khác, hát hết bài. Anh hát bài gì? Đợi để em suy nghĩ. Để cho mọi người comment đi, cho mọi người comment. Không tiền, không supply đâu mọi người. Không làm sao mà supply được. Mày cứ giữ cái tiền mặt đấy mà tiêu như... Đỡ phải rút. Đỡ phải rút.
Thôi anh ơi, toàn cái gì ca sĩ phá hit ấy. Không phải đâu em ạ, hay đấy, phá hit. Hát thơ vì hay, trước giờ làm gì có hay ca sĩ là một... anh em cây khế. Không, ai để hát anh em cây khế này. Hay là mọi người đang bảo hát bài anh em cây khế đấy này. Đáng, đúng rồi, đáng 5 lít là phải hát 2 bài. Không. 5 lít thì hát được 1 bài. Thế bây giờ như nào? Anh phải hát thêm 1 bài nữa, bài... bài gì nhỉ? Bài gì mà... À, xong rồi cứ để anh lo, bài của ca sĩ Đạt Villa đấy. Ừ. Chuyển khoản luôn đi. Mọi người ơi, không ai ở đây chuyển khoản hộ em được không? Chứ điện thoại em lại đang like mất công, phải sang nhờ chị Hương. Mà chị Hương chị cũng đang like đấy. Thôi, nói chung là ta đã lấy rẻ 3 lít rồi đấy, bài này còn hát rồi. Cả bài. Lần này là lấy rẻ 3 lít đấy mọi người ạ. Mọi người chuyển khoản hộ em trong tí nữa nè. Gửi tin nhắn vào Facebook nha, xong có gì nè, em nhớ thì em chuyển khoản lại. Còn em mà quên thì mọi người nhắc em nha. Em nhiều lúc em cố tình em giả quên đấy. Mà bây giờ thế nào, còn chuyển đi. Khoản luôn đi, chuyển đi để còn hát nó muộn mất. Nhiều anh khi hát nó theo cảm xúc. Hát nó theo cảm xúc đấy, hát mà ví dụ mà tụt mất cảm xúc là hát nó không được hay đâu. À đây, chị Kiều Anh ơi, chị chuyển hộ em 300 nghìn đấy chị Kiều Anh, chuyển cho anh Đạt. Số tài khoản nó ghi về trên Facebook ấy. Đứa nào ấy? Người yêu em. Thế mày, người yêu mày không ra chào tao câu à? Chào anh nhớ thế nhưng mà đang đi ỉa. Ủa, đi ỉa mà nó còn vóc mồm mà để nó nói. Ỉa có đóng cửa đâu. Nó mở cửa ỉa mà anh có xem không? Đây này, cho xem. Thôi. Thôi, đấy. Vẫn chưa thấy Tinh Tinh. Sóng gió. Đây anh cứ ghi tên bài hát trước nhá. Sóng gió. Vâng anh cứ ghi đi mọi người. Gió. Này tính ra 300 là rẻ đấy mọi người. Một show đi bao tiền anh đi. Karaoke. Ok. Đấy rồi sóng gió cứ để anh lo. Thể hiện Đạt Villa Than. Ô x đôi kìa. X2 1750 điểm mọi người ơi. Thế đâu rồi? Không thấy Tinh nhỉ? Từ từ. Em phải thắng ván này đã. Thôi chuyển luôn đi, không đến lúc mà tao mà đau họng tao nói nhiều tao đau họng tao không hát được đâu. Mọi người từ từ mọi người cho em thắng anh Đạt một trận nữa đấy mọi người. Anh Đạt chuối bảy kìa. Chết mẹ, nó được nhân đôi rồi. Mình cũng được. Top 48 mọi người ơi, giúp em lên top 40 đi mọi người. Em cảm ơn chị Dung Hì, cảm ơn chị Baby. Đúng bờ. Cảm ơn chị Baby nha. Ê mọi người, X2 đang còn X2 kìa. Thua cái cháu ca điểm thôi. Trời ơi bảo tóc em cảm ơn chị Bánh Mì chung đau nỗi sơn mà từng 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 bạn đôi làm bạn với tôi hả? Không có đâu. Em cảm ơn chị Thoàn Mỹ, mọi người follow tốt đơn lên giúp em nhé mọi người. Để mày. Em đặt villa này cho em xin phép chữ bệnh đấy. Mày đã top 4 mấy rồi, tao đang top 99 cộng, không biết là vào 100 mấy. Đâu, em top 37. 37? Vâng. Ái da. Top Việt Nam, top ngày mà anh, chứ không phải top Indo. Ái da. Top ngày, chứ Indo là top tuần nó khác. Thế Việt Nam vâng. Ai đang top 1 đấy?
Quỳnh Villa. Không phải Quỳnh Villa đâu, nói thế anh này bắt nó đóng phạt đây chết tội đó. Em yêu gì? Em yêu nè. Nhìn điểm. Nhìn. Nhảy đi, tầng 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 tầng. Riêng vợ con hôm nay cho vợ con hiểu rằng là vợ con luôn. Hiểu không? Thế nào chỉ là vợ to thôi. Ôi tôi chẳng lẽ vợ em là vợ anh à? Tưởng sành sứ cái gì, thấy chúng nó là vợ con kinh khủng lắm này. Thế thì mày chỉ là một cái tên thôi anh ạ. Mày làm phó bang chủ quá hợp lý luôn, dưới mỗi anh thật. À đúng không, dưới một người mà trên cả vạn người à? Dưới một người trên 10 người thôi, bây giờ tem mình mới có mười mấy thằng thôi. Tem mình có 10 người. Nghe dưới một người nghe quá, thế nhỉ, mà trên được có 10 người. Thế là trên nhiều em, người. Em. Ai đang ở trong tem không sợ vợ thì mọi người comment cho em xem nào. Thằng PK đi chuyển khoản đi để hát. Chị chuyển khoản giúp Ton rồi đấy. Em cảm ơn chị Anh Như nha. Anh hát đi. Chị Anh Như chuyển khoản rồi. Chuyển vào đâu? Em cảm ơn chị chuyển vào đâu đấy? Chị chuyển vào ngân hàng gì đấy chị? Tao rồi chắc bài. Thế anh bật sẵn chưa? Anh bật sẵn tên bài hát chưa? Để chuẩn bị bấm enter này. Việt tin, anh check Việt tin đi. À, xem nào. Bài hát thì có rồi. Em bảo không ai được chuyển khoản đâu. À đây rồi, 3 lít. Nhưng mà đây là của ai chứ? Của chị À rồi rồi. Chuyển giúp Ton. Được. Đấy. Đi 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 đi. 10 điểm. 10 điểm luôn đi đi. Em cảm ơn chị. Đấy, mày thấy chưa? Sâu ca nhạc. Chỉ cần như thế cùng nhau.
tay anh nhé, anh dắt em trên con đường yêu thương, nguyện làm tia nắng chiếu soi lung linh đôi má em hồng, nguyện làm chiếc bóng luôn kề bên chờ che cho em, nguyện làm ánh dương ôm chặt em mỗi khi thức dậy. Mà thế nào mà để bài 3 lít mà lại hát nhiều hơn bài 5 lít nhỉ? Đây là khuyến mãi anh hiểu không? Cái bài vừa bài đầu tiên ấy là bài book show là bài chính, còn bài này là kiểu mình khuyến mãi. Ừ đấy. Thế gọi là hát bài này là hát vì đam mê không? Kể cả mà bài thứ ba mà mọi người có yêu cầu mà em Ton không chuyển khoản anh Đạt vẫn hát không sao. Đúng. Lủng cái chuối chín của anh mọi Đạt người... là anh có cho đâu? À, từ từ, có cái link làm chơi quả PK4 để mời link nữa. Chuyển link á? Từ anh phải tắt cái này đi, đấy. Mời link đơ thế nào?